Ngày 12 tháng 10 tại đường ven sông Lam thuộc địa phận khối 13 phường Bến Thủy, thành phố Vinh. Phòng Cảnh sát Môi trường Công an Nghệ An chủ trì phối hợp với Công an thị xã Thái Hòa, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển vùng 1 tiến hành dừng xe ô tô tải biển số 61C31508. Lực lượng chức năng bắt quả tang Nguyễn Đăng Nhân, sinh năm 1986, trú tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, là người điều khiển chiếc ô tô nói trên, chở theo quầy bì cắt tông gồm 210 hộp pháo, trọng lượng 316,5kg do nước ngoài sản xuất. Số pháo nói trên được lái xe cất giấu kỹ trong một ngăn riêng phía sau thùng xe. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Đăng Nhân khai nhận vận chuyển số pháo nói trên với giá 20 triệu đồng. Đây là đường dây mua bán vận chuyển pháo nổ với số lượng lớn từ các tỉnh phía Nam ra các tỉnh phía Bắc để tiêu thụ. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đang tạm giữ đối tượng, tang vật để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.